Cộng đoàn giáo xứ Phước Tường chúng ta hân hoan vui sướng đón mừng Đức Cha Giuse, Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Huế, Giám quản Tông tòa Giáo phận Đà Nẵng về viếng thăm mục vụ, dâng thánh lễ và ban bí tích thêm sức cho 29 em thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta. Đức Tổng đến với chúng ta hôm nay không những với tư cách của đấng kế vị các tông đồ, vị đại diện Chúa Kitô mục tử, mà còn trong tâm tình của vị chủ chân, một thầy dạy đức tin và một người cha tốt lành nhân ái. Sự hiện diện của Đức Cha ở giữa cộng đoàn Kitô hữu biểu dương một cách cao độ sự hiện diện của Đức Kitô ở giữa dân người, đồng thời mầu nhiệm hội thánh được thể hiện một cách tròn đầy và ý nghĩa nhất, một cách sống động nhất nơi cộng đoàn giáo xứ. Sự hiện diện của Ngài nói lên tình thương của Thiên Chúa và ân sủng của người tuôn đổ dồi dào trên chúng ta. Bí tích thêm sức đánh dấu giai đoạn trưởng thành của Kitô hữu là bí tích ban cho chúng ta chính Chúa Thánh Hồng, đấng mà Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha sai đến trên các tông đồ ngày lễ ngũ tuần. Nhờ ân ban của Chúa Thánh Hồng, Kitô hữu trở nên giống Chúa Kitô, nên những người chứng nhân tích cực của Chúa trong đời sống, hiệp nhất xây dựng nhìn thể người trong đức tin và lòng mến. Nhờ bí tích thêm sức, Kitô hữu trưởng thành và lớn mạnh trong đời sống đức tin, phát triển những ân ban này của tổ tới mức viên mãn thành toàn, can đảm làm chứng cho tin mừng và nhiệt tâm thi hành ba chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Đức Kitô nhờ hồng ân dồi dào của Chúa Thánh Hồng. Giờ đây, xin kính mời cộng đoàn hợp lòng hợp lý với Đức Cha và quý cha đồng tế trong cuộc đời kêu và ân phúc, tấm lòng thờ phượng, tin yêu và trong cậy, và cuộc lễ cầu nguyện cho các em sắp lãnh nhận bí tích thêm sức, biết rộng mở tâm hồn để đón nhận hồng ân bao la của Chúa Thánh Thần, quảng đại đáp trả lời mời gọi truyền giáo là chứng nhân cho Đức Giêsu Kitô. Xin cho mọi người chúng ta luôn biết sống chan hòa yêu thương, hiệp nhất và trở nên tông đồ lo báo tin mừng cho con người hôm nay. Với những tâm tình đó, chúng ta cùng hân hoan bước vào hiệp dân thánh lễ này. Thank you.
Nhìn được người trong tẻ của họ
thì có một cái trung tâm xã mà cái sự tương lai thì có thể cần cho nhân dân nhìn nhận và thực hiện là ai cũng rất tương lai có một trong là đời thương Nhìn Chúa sẽ dựng cho người hạnh bằng ngừng cho kẻ đói hận. Vì Chúa người ngồi, vì Chúa để các đức tin được lãnh nhận ơn thánh hóa
từ bàn tay Ngài. Kính thưa Đức Cha, chúng con xin giới thiệu với Đức Cha hai mươi ba quan kiến nghi còn giáo sư một ngày xác định Đức Cha cao tăng uy tín nhân sự. Mời các bậc kiến sắc đại chẳng đến thức thay xuất tử tế và xin cộng đoàn cùng vỗ tay chúc mừng các bậc kiến. Được lòng giáo lý ta là đúng, cách riêng về kiến thức thay xuất đã nhận hiện tâm hồn và người sinh tồn trên trẻ và ước ta được lãnh nhận bí tích thêm sinh cho Đức Cha trao tạo một ngày. Các hướng viên được giáo dục trong những gia đình tôn giáo đạo đức với sự hiện diện của các bậc cha mẹ ở đây giờ này. Chúng con hứa sẽ tiếp tục đồng hành với các hướng viên trong đời sống đức tin. Xin Đức Cha bao bí tích thêm sức cho các hướng viên này. Phần 2, bốn từ của đại gia mời các tấm viên sắc đại trọng ý thức tên sức ác hồn. Giờ đây, cộng đồng của chúng ta cùng lắng nghe lời giáo mục của Đức Cha Giang Xe, giám quả không còn nhau bằng đàn. Chắc chắn ngày hôm nay, chúng ta nghe bài kinh của Đức Cha Giang Xe, chúng ta đã có cảm hợp, chứ là chúng ta nghe được. Cuộc đời của Giang Xe là vì lý kỳ, và chúng ta cần lưu ý những người biết đâu hay ta có hoạt động vẫn là luôn luôn là vì thế và khi chúng ta nắm về nghe được tiếng nói của người khác không thanh minh xã hội không thanh minh bên ngoài kể cả tiếng nói của yêu thương của tình yêu xin mời khi đứng ba mươi năm đã hiểu của mình và ba mươi năm đã sẵn sàng và các đứng bên Đức Cha trong anh xin nghe và các con tin kính Đức Chúa Thánh Thần và Thiên Chúa tận ban sự sống tận bảo quan nhận cái tên sinh các con nghe nhận cái tặng tiền đến thánh trong hồ sơ do ngài người thiền xuống tâm tâm anh xin nghe và các con tin một thánh tôn giáo tin các thánh trung tâm tin các gia hộ tin sự sống tạm phần bốn đặt tay và đầu quyền đặt tay là một cử chỉ cũng truyền họ từ xa xưa của gia hội một cử chỉ nói đến việc quan ba sức mạnh của thiên chúa đồng thời một tế họ và được đáp cho người được đặt tay người cho tắt và người sứ mạng trong ý thức thế giới đặt tay chỉ là để kêu xin với các đồng đội xuống trên đường đi em chỉ nghe lên chúng ta cầu xin thiên chúa gia bảo này tái tâm theo giải này để thành chúa trên thiên dương từ chúa lên là những kẻ đã xin mà sự sống tiêu hủy trong cái tên thần tội để chúa thánh thần dùng ơn để thờ thao mọi người làm cho họ trở nên vững mạnh và sự làm cho họ nên dân chúa kính đô con thiên chúa. Xin mời cộng đồng mặc thank you.
vì người này là Chúa, xin hãy ban phước lấy lần lần của đấy trong những người này, xin ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sự mạnh, thần trí siêu thiết và đạo đức. Xin ban cho những người này đều tâm đến sợ Chúa, nhờ đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Chúng ta cùng ngồi
đưa vương bàn thăng thông tin bên đấu trăng nước ta và sau trăng trăng một kế mẹ làm trình cho Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
người là chỉ còn một người biết thắng thể thương biết mẹ biết sơn cũng là một cuộc nhạc sự cùng gọi nhẹ còn hai người đã sinh được mẹ chắc tâm mình là thơ thiên chúa hòa trong cái điện thiên ngài con em học cũng đã nhạc được tự tên sự cộng đồng nhạc sự chúng con cùng gốc bên bà tạ thơ thiên chúa thân hoan vui mừng chào đón đức cha quý cha vì ta đã thể hiện qua những chương trình con em của giáo sư hôm nay con xin nhắc lời khen ngợi các học trò giáo sư của anh và các nhà lãnh đạo cùng các bạn đặc biệt với lịch sử bày tỏ lòng lời đầu tiên con xin gia đình cảm ơn và những đức cha dù bao công việc cùng nghề chăm lo con em học tập đức cha và cung sĩ để thành nhờ lời cầu nguyện và sự hướng dẫn của thần lớn cha và còn tổ chức chúng con ngày càng thân thiện và phát triển bản thân trong tâm thần hiện tại yêu thương đại hội hôm nay đức cha đã tổ chức để tạ ơn và cũng nhân sinh cho các em qua việc tạ tay và sự hỗ trợ của đức cha thì chúa đã cho ban ơn và thần tình yêu chúng ta sẽ cùng ngày hôm nay thank you.
Kính thưa thân đại biểu, đã trong hôm nay nhân dịp quay lại đặc sứ Bức Cờ, và nếu có các giới trị cũ thì cái tay nhận phần đó là các trang đã xin hết các trang đã xin trị thiếu nhất tại Sài Gòn, cho nên chúng ta đã nhận ra các nơi công an để đây chúng ta đã mang đến những sức cho các em trong điều này là cái mất tên. Thank you.
xin được anh cũng phải những cái chuyện này và chúng em sẽ đeo đi xin ra những người đưa cho mọi người. Thank you.